khi tội ác với những xúc tu khổng lồ bao trùm cả một quốc gia. Cuộc chiến khốc liệt không hồi kết diễn ra giữa thế giới ngầm và lực lượng cảnh sát. Nước mắt, đau khổ, mất mát và căm thù. Đâu là hy vọng dành cho cái thiện trong vai trò bảo vệ công lý? Đâu là con đường mà chúng ta nên đi? Và đâu là tận cùng của tội ác? Dòi Bạch Tuộc là phim hình sự của truyền hình Ý phát sóng lúc 19:15 vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật trên kênh VBC.